Nhà Phương lẻ bóng đi sự kiện. Chuyên viên Nhà Phương một mình tham dự sự kiện chiều ngày 20 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh vì ông xã Trường Giang bận đi quay hình. Nhà Phương diện váy của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, tôn vai trần gợi cảm, sau sinh con gái đầu lòng, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Số đo hiện tại 84, 68 và 88. Kiểu mái tóc cũng giúp nữ diễn viên thêm phần trẻ trung. Mới đây, bà xã Trường Giang xác nhận đã sinh con gái. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng và nhận xét nhan sắc của cô ngày càng mặn nồng và cuốn hút. Hiện tại, Nhà Phương tất bật lại công việc, đồng thời vẫn ưu tiên thời gian chăm sóc ông xã Trường Giang và con gái nhỏ. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc vì Trường Giang luôn quan tâm yêu thương. Anh Giang lo lắng cho tôi kỹ. Thông thường, người vợ nấu ăn cho gia đình. Còn tôi nhiều khi ngủ dậy, đã thấy anh nấu sẵn rồi, làm việc gì tôi còn hỏi ý kiến anh Trường Giang, vì là vợ chồng mà. Sự kiện chiều ngày 20 tháng 8 còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ, trong ảnh là ca sĩ Đỗ Hoàng Dương. Nhóm Uni 50 Kara diễn viên từng tham gia MV, nơi này có ảnh của Sơn Tùng MTV. Ca sĩ Anh Tú, Đề Voi 2017 Ca sĩ Dương Hoàng Yến Nhóm Lip B Yeah, no, girl.